谁能肯定中老粉对客谋命满当真后来的共有学问越来跳两分交换证南无阿弥陀佛Con xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật với Hòa Thượng Thích Viên Lý ạ. Dạ Thầy, và câu hỏi kế tiếp con muốn hỏi Thầy là: thưa Bạch Thầy, người tu học tốt đẹp trước hết phải quy y Tam Bảo. Vậy xin Thầy giảng về ý nghĩa quy y Tam Bảo để mọi người hiểu rõ hơn ạ. Rồi, Thầy cảm ơn con về cái câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị, quy có nghĩa là trở về, y là nương tựa, quy y là trở về nương tựa. Nương tựa ở đâu? Nương tựa với ba ngôi báu, tam là ba, bảo là báu. Ba ngôi báu đó thứ nhất là Phật, thứ hai là Pháp, thứ ba là Tăng. Phật là bậc đã giác ngộ hồn thôi, không còn có một cái sự vô minh, tham ái nào hết. Có một cái lòng từ bi, bao la vô lượng. Có một cái tuệ giác siêu việt, không ai có thể sánh được. Nếu mà chúng ta đọc về cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy hay vô cùng. Mỗi một vị Phật như vậy có 10 cái tôn hiệu. Có nhiều lần chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về 10 cái tôn hiệu này. Ba ngôi báu đó, Phật, Pháp là những cái giáo pháp, những lời dạy do Đức Phật khai thị đã được ghi lại ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Và Tăng là hàng ngũ xuất gia tu hành thanh tịnh hồ hộp, chứ nếu chống bán nhau cũng không phải là Tăng, nếu không có thanh tịnh cũng không phải là Tăng, không phải là cạo đầu mặc áo là gọi là Tăng. Mà Tăng phải 4 người trở lên, chúng là 3 người trở lên, phải hồ hộp, phải thanh tịnh, nó nói lên được cái giá trị, nó gọi là ngô báu, mà phải là quý báu. Như là ba cái viên ngọc thì Tăng Bảo có 6 cái điều mà nó rất là vi diệu, rất là vi diệu. Cái điều thứ nhất là gì? Đó là cái sự hy hữu rất là hiếm, rất rất là khó. Như kim cương mà so với cát thì cái gì nhiều hơn con? Nếu mà đất cát như là diamond đó, kim cương đó, thì đất nhiều, cát nhiều hay là kim cương nhiều? Dạ, đất nhiều hơn. Thế đúng vậy, cho nên kim cương gọi là hy hữu bởi vì nó ít đó, phải không? Thì ba ngôi báu cũng vậy, nó hiếm, nó quý, cho nên là nó không phải ai cũng có thể đi xuất gia được, không phải ai cũng có thể tu một cách thanh tịnh, ai cũng phát cái tâm, không phải ai cũng là nói được những cái giáo pháp vi diệu, có một cái tâm từ bi cứu khổ chúng sinh như là Đức Phật, không ai cũng, không phải ai cũng có một cái sự giác ngộ như là Đức Phật, cho nên nó hiếm quý, gọi là hy hữu. Cái thứ hai á, là ly cấu, tức là nó rời khỏi tất cả những cái nhơ nhốt, những cái cấu uế, những cái ô nhiễm. Nếu đã là một cái bảo vật mà vẫn còn có những cái nhơ nhốt, có những cái ô uế thì không thể gọi là bảo được. Thứ ba là năng lực, năng lực bất khả tư nghị, cái sự mà cứu độ của ba ngôi tam bảo rất rất là lớn lao. Cái khả năng hiểu biết bình thường của chúng ta, thưa quý vị, không thể nào có thể lý giải một cách trọn vẹn. Bốn là trang nghiêm, ba ngôi tam bảo phải rất là trang nghiêm, chứ không thể mà nó là một cái gì nó là su bồ, là một cái gì mà nó hỗn độn. Nếu mà su bồ hỗn độn thì không thể gọi là bảo được, quý báo được. Năm là tối thắng, không có gì hơn gọi là tối thắng. Và sáu là bất biến, không thay đổi, nó hằng thường, chứ không phải là nó bị thay đổi qua thời gian. Nếu mà có một cái gì đó nó biến chỉ không phải thay đổi thế này kia thì cái giá trị của nó là một cái giá trị tương đối, chứ không thể nào là
một cái giá trị tuyệt đối. Thì tam bảo được chia làm ba bậc. Thứ nhất là đồng thể tam bảo, thứ hai là xuất thế gian tam bảo, và thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo thì cô Ân cũng có đủ cái ngô tam bảo đó. À, cô Ân cũng có cái Phật tánh ở trong tâm, có Pháp tánh ở trong tâm, có Tăng tánh trong tâm. Phật tánh là cái sự sáng suốt. Dạ. Pháp tánh là cái sự bình đẳng. Tăng tánh là cái yếu tố hòa hợp thanh tịnh. Mỗi người đều có cái ngô báo. Cho nên mình nói tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Tức mình trở về mình nương tựa với chính mình. Mình có ba cái ngô báo đó, nó hiện hữu một cách hàng hữu trong tâm thức của mình. Nhưng mà mình cứ mình chạy theo những cái trần cảnh ở bên ngoài mà mình quên. Mình phải quay về. Cho nên vua Trần Nhân Tông mà con biết là một cái vị mà gọi là minh quân á, rất là giỏi. Sau này ngài đi xuất gia rồi trở thành cái vị sơ tổ của thiền tông, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Ngài hai lần đại chiến Đại Thắng quân Mông Nguyên. Thì ngài nói rằng là gia trung hữu bảo, hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là trong nhà đã có sẵn cái của báo rồi, không cần phải đi tìm ở đâu. Không cần mất công tìm ở đâu hết. Mà khi mà mình đối diện với những cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, những cái cảnh vật nọ, mà mình không có bị nó chi phối, không bị nó ảnh hưởng, không bị nó lôi kéo, thì cái đó là thiền rồi. Chứ không cần phải đi hỏi thiền là gì, ở đâu cho xa. Mỗi người trong chúng ta có sẵn cái hạnh phúc. Hạnh phúc đó đang có mặt, cái sự an lạc nó đang có mặt ở trong chính tâm thức của mình. Mình chỉ cần quay về thì mình bắt gặp tất cả. Thế mình không cần phải chạy đi đâu để mà tìm cho thật xa. Phật tánh đang có mặt ở trong chính tâm thức của chúng ta. Cho nên mỗi một chúng ta chỉ cần quay về tu tập thì mình sẽ làm hiển độ, hiển lộ cái Phật tánh đó. Thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian tam bảo ở đây là Phật là chỉ cho Đức Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp là chỉ cho giáo pháp của ngài, tiêu biểu như là Tứ Diệu Đế, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Tăng là những cái vị thánh tăng như là Tôn giả Ma Ca Diếp, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan, Tôn giả U Ba Ly, Tôn giả La Hầu La, vân vân. Có những cái vị thánh tăng là A La Hướng cái thời mà Đức Phật còn trụ thế đó. Rồi thế gian trụ trì tam bảo là gì? Phật là những cái hình ảnh, chẳng hạn như ở nhà con có thờ bàn thờ Phật, rồi cái tượng Phật hay là cái hình đó là nó biểu trưng cho cái Đức Phật, cho trí tuệ và từ bi. Rồi Pháp là một cái cuốn kinh, Pháp Bảo là cuốn kinh mà chúng ta thường đọc, ghi lại những lời dạy của Đức Phật, nghĩa là luật, vân vân. Tăng Bảo là những cái vị mà xuất gia tu hành chân chính thanh tịnh, đó là thế gian trụ trì Tăng Bảo. Và thưa quý vị đó, theo ngài Trí Húc Đại Sư thì tam bảo được chia thành bốn loại. Thứ nhất là gì? Thế gian trụ trì tam bảo như chúng tôi đã thừa. Thứ hai là thánh nghĩa, còn gọi là chơn đế, còn gọi là xuất thế gian. Rồi thứ ba là đại thừa biệt tướng. Và thứ tư là nhất thể tam bảo. Có đối với ngài Trí Húc thì ngài lý giải về bốn ngô tam bảo. Bốn cái loại tam bảo rất rất là sâu sắc, rất là hay. Thì có cái câu hỏi gì về chung quanh cái câu trả lời của thầy về cái sự quy y tam bảo không? Dạ, con muốn hỏi là lúc mà con quy y thì nó cũng giống như là quy y tam bảo phải không? Đúng thầy? Vậy đó. Dạ. Mà không phải là con chỉ quy y trong cái lễ mà quy y đó, mà lúc nào con cũng quy y, lúc nào cũng trở về nương tựa với ba ngô tam bảo. Thì có nhiều người nói ô tôi đã quy y tam bảo lúc đó rồi, ngày đó rồi, tháng đó rồi, bây giờ tôi không còn quy y tam bảo nữa. Quy y tam bảo đây là lúc nào mình cũng quay về mình nương tựa nơi ba ngô báo Phật, Pháp và Tăng. Đó là cái nghĩa quy y đúng nghĩa đó. Thành lúc nào con cũng nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng, lúc nào cũng trau dồi cái hạnh kiểm tốt, cũng ráng nỗ lực học hỏi, cũng ráng thể hiện cái lòng từ bi của mình. Cái đó là rất là tốt, phải không ạ? Còn có câu hỏi gì khác nữa không? Hay là... Con muốn hỏi câu kế tiếp là sau khi quy y tam bảo rồi thì phải làm gì thưa thầy? Rồi, câu này thì cũng hơi dài chút, cho nên chắc là
thầy trò chúng ta dành lại cái chương trình tiếp theo phải không? Yeah. Chương trình tiếp theo thì chúng ta có thì giờ nhiều hơn, chúng ta sẽ chia sẻ với quý khán thính giả của đài về cái câu hỏi mà sau khi quý y Tam bảo rồi thì chúng ta phải làm gì. Thì thầy xin cảm ơn con rất là nhiều. Con Jesse rất là giỏi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của đài và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xin con gửi lời chào đến. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn quý vị khán giả luôn xem đài ABC chương trình Sống Đời Sống Phật với thầy Thích Viên Lý ạ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng